Đây là giống mai thái siêu lá siêu măng, trồng được 5 tháng tuổi nha cô bác anh chị. Đấy. Đầu tiên nó lên được ba cái vọt nhỏ nhỏ kia, bây giờ nó lên được cái măng này. Hôm nay là 20 tháng 2 âm lịch. Khóm của nó đây. Được 5 tháng tuổi ạ. Giờ nếu muốn hái lá thì có má rồi phải không bà con cô bác? Đấy. Đây, khóm của nó đây. Năm tháng tuổi. Và đây là búi mai vàng của Phú Thọ, giống mai vàng siêu lá siêu măng. Khóm này trồng được 8 tháng tuổi. Hôm nay là 20 tháng 2 âm lịch. Búi mai trồng được 8 tháng tuổi đang mọc hai cây măng. Gốc của nó thì đây. Tám tháng tuổi nhé bà con cô bác. Lá này. Cây vượt đông á. Hôm nay mới là 20 tháng 2 âm lịch. Lá đấy. Đây là giống mai vàng nhé cô bác. Đẹp. Nhưng cái này lên nó phải to như kiểu là mà cái phích. Cảnh sát gốc đây, có dễ không? Nhìn dễ này. Anh mà cảnh sát gốc được có dễ không? Có chứ. Nhìn mầm này không có dễ dễ đội này. Đây. Dễ cứng này này. Thấy đây anh bó đời. Đây. Vườn mai thái được hơn 2 năm. Cái hơn 2 năm là gì? Năm này. Thực tế nha. Đấy. Như này. Hơn 2 năm nhá. Món này hôm nay là 18 tháng 2 âm lịch nhá. Bà con cô bác anh chị cứ yêu cầu xem cái vườn trực tiếp vườn mai Thái được 1 2 năm 2 năm. Đó, đây này. Cái này giờ đang dễ nhiều nhưng đang mọc. Măng vẫn mọc bình thường. Có những người bảo là nó chỉ mọc một năm đầu, hai năm đầu thôi, một năm đầu thôi. Mà bây giờ đây, năm thứ hai đây. Chỉnh chủ này. Đấy. Măng. Đấy. Đấy. Sai cái chỗ hướng này cơ mà. Hướng đằng kia cơ mà. Buộc hướng đằng này. Buộc gốc cây của cây này chứ. Hôm qua anh sợ dạy anh kéo đấy, anh sợ đổ kìa. Đấy, măng đấy. Đầu tháng 2 âm lịch. Cho ăn sáng xong anh vào về anh mua.